si thì hãy dương tơ làm đẹp cho đời. Nói gương theo tiền nhân ngày xưa đã dài, tận trung với nghề đem tài sứ là thánh đường cho ta bao điều hay. Vua hiền tôi trung chính nhân thắng gian tà, ta hãy cùng nhau thắp sáng niềm tin, truyền cho nhau nghiệp tổ cải lương, tự hào là người con của vùng đất phương Nam, nơi cải lương được sanh ra và trải qua hơn thế kỷ, nơi ươm mầm những tài năng nghệ thuật cho sân khấu luôn rạng rỡ sáng đèn. Thiêng liêng truyền trao thế hệ mãi sau giữ gìn, nguyện đem tài sức dung bồi dân tặng cho đời khúc hát tri âm. Đời nghệ sĩ kiếp tập dư mới chỉ, mượn phấn son, mượn xiêm áo quy nghi, mượn sân khấu tôi bước vào giai diễn.
nhân gian quên nỗi u buồn qua từng khúc hát Nam xuân. Thời gian thấm thoát trôi đưa, bến xưa bao chuyến đò đưa, ân tình ghi tròn vào tim, dẫu thả sinh trọn niềm quan ca. Xin chào em, Hoài Thanh. Em biết cách để mà hóa thân qua từng cái nhân vật của mình khi xuất hiện. Đó là cái điều mà anh rất là ngưỡng mộ. Vừa hát, vừa diễn vũ đạo mà anh thấy rằng là hầu như những cái vũ đạo này không phải là dễ. Chỉ có cái phần mà hát á, thì anh chỉ mong rằng là những cái phần mà trầm của em á, thì em hát nó rõ lời hơn một chút. Nhưng thực sự hôm nay cái phần dàn dựng anh phải thật sự vỗ tay hoan nghênh cái phần dàn dựng rất là nhiều, đem lại cho anh rất nhiều cảm xúc và cái sự mãn nhãn khi xem em trình diễn trên sân khấu. Đây là một tiết mục mở đầu ra, vì vậy cho nên em cũng có nhiều áp lực. Chúng ta ngoài cái kỹ năng của mình ra, cần phải sự hỗ trợ của rất nhiều khâu để chúng ta có được một cái tác phẩm hay. Thì em làm được cái điều đó. Tiết mục thật là hoành tráng để mở màn cho chương trình Sao Nó Ngôi lần này.
em làm như vậy là anh rất là hài lòng rồi. Anh chỉ nhắc nhở em một cái điều, em về đầu thương thì chắc có lẽ là sẽ ưu điểm hơn, còn về đầu vỏ thì chắc có lẽ là vì cái bài nhạc đó nó nhanh quá, cho nên cái múa giáo và cái vỏ trong cái vai đào vỏ của em á, nó hơi bị chao chút thôi. Rút kinh nghiệm lần sau nếu có hát đào vỏ thì phải chắc hơn nữa, thì em sẽ tỏa sáng hơn. À, với cô Vân á, trước mặt cô Vân là một cô đào có đầy đủ thanh sắc, kỹ năng về biểu diễn, kỹ năng về ca hát rất là tốt. Cô chỉ nhận diện đầu tiên ở con là một cái chất giọng nó giống như là cái chuông vậy đó, nó lanh lảnh và nó rất là mạnh. Cô rất muốn là với những cái số tiếp theo nữa thì Thanh sẽ đem đến cái điều gì và cái thế mạnh cực kỳ của Thanh là ở đâu ha. Cảm ơn con. Cảm ơn rất là nhiều ba vị giám khảo của chúng tôi. Và bây giờ là phần điểm số dành cho phần thi của Hoài Thanh. Số điểm của ca sĩ Nguyên Vũ 9,5 điểm dành cho Hoài Thanh. Cảm ơn ca sĩ Nguyên Vũ. Xin được mời nghệ sĩ Kim Tử Long. 9,5 điểm dành cho Hoài Thanh. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Kim Tử Long. Và chúng ta sẽ biết được số điểm từ nghệ sĩ Hồng Vân vào cuối vòng thi đầu tiên. Xin được cảm ơn và chúc mừng phần thi của thí sinh nghệ sĩ Hoài Thanh. Thái hậu, thần vẫn biết tình nhà còn rầy rứt, nhưng giữa triều đàn phán xử phải công minh. Thái hậu thượng dư đã phạm tội tài đình, tư thông quốc tắc, phải thọ hình theo luật pháp. Thái hậu tiên chỉ kỳ gia, hậu chỉ kỳ quốc, xin thái hậu phân xử công minh để làm gương cho thần dân chăm họ. Bắt không lòng hổ thẹn với muôn dân, xin lấy cái chết để mà càng gian. Chuẩn tâu tạm ban chiêu đi. Bình rượu đâu? Ý Lan, Ý Lan.
ai khanh. Trước khi ta đây xuất trận, ta có đôi lời cùng lại với nàng. Ngoài biên thì giặc dữ lâm đen, trong triều nội sự tình đang rối rắm, ta ra đi không biết bao giờ ta trở lại. Quân chương, nên nhớ thận trọng. Ý Lan, nàng nên thận trọng. Quân chương, quân chương, quân chương. Ý Lan, tại sao bà lại giết ta? Tại sao bà lại giết ta? Có phải vì lòng ghen hờn ích kỷ của bà mà bà giết ta? Với ngôi vị của bà có thể cứu được mạng ta, tại sao? Có phải vậy không? Có phải vậy không? Ta không phải là kẻ tán tận lương tâm vì chút hờn ghen bà đã tai hạ sao? Thường dân ơi cũng đồng lào phân giới, sao bà đỡ để cho ta phải miếng đời nguyện rủa khi hạ bút châu phê đoạn tình chức nghĩa để cho lòng ta phải tan nát tơi bời. Tứ thông dư dặn Hương Dương ơi, bà mang tội chơi đất trời, khuấy động lòng người làm triều khương rối loạn. Âu quân nhỏ dài trong nồi đau quằn quại, chẹp cù trong mái tiêu diệt giặc ngoài. Hương Dương bà phải hiểu cho ta, vì nước non hệ đồng thế nào để ngôi đê chịu lung lay, vua còn nhỏ phải bình an lòng thiên hạ. Thái hậu Thượng Dương phạm tội tài đình làm cấm phận muôn dân, ta đau đớn như tim mình tan nát, nhưng biết phải làm sao khi dân nước nguy nan. Bà chết không phải vì sự ích kỷ của ta, mà bà phải đền tội cho muôn dân trăm họ, khi tất cả đổ máu xương vì đất nước, bà lại âm thầm cấu kết lũ ngoại bang. Ý Lan, nàng đã không phụ lời ta ký thác. Đất nước cần một vị vua, Âu quân còn nhỏ dại, nàng phải buông rề nhiếp chính. Thái hậu Linh Nhân không hổ thẹn cùng sang hà. Quân vương, đất nước này cần một vị vua. Vua còn nhỏ, ta buông rề nhiếp chính. Hoàng thượng gia lâm. Dương Nhi, hãy nhớ lấy lời ta dặn, muốn nước giàu dân mạnh, điều quan trọng hơn là phải biết nghe lời can gián của đấng trung thần. Lời nói ngay nghe chướng tay, nhưng có lợi cho gì? Tự mình đức để giáo hóa thì sâu hơn mệnh lệnh, dân bắt chước người trên thì nhanh hơn pháp luật. Muốn nước mạnh dân giàu, hoàng đế phải nhân từ với muôn dân. Phàm xây cái thế thiên hạ ở nhân chứ không phải ở bào, hội đủ những điều ấy, nước đại việt sẽ trường tồn. Thánh hoàng vạn tuế. Vạn vạn tuế.
Anh biết rằng là em đã cố gắng hết tất cả khả năng của em. Thì có lẽ là cuộc sống thì mình chưa có nhiều trải nghiệm để mình có thể áp dụng vào những cái vai diễn nặng ký như vậy. Nhưng anh thấy được một cái viên ngọc thô cần dùi mài, và anh tin là em sẽ đạt được thành công với ước mơ của mình. Anh luôn nói với lại tất cả các bạn đồng nghiệp của anh là em là một giọng hát quý của sân khấu cải lương. Các bạn trẻ đó, khó mà có ai có một cái giọng hát dài hơi, chuẩn cao vút như em. Với kịch bản này, đối với anh thì dàn dựng chưa tốt. Nó không đẩy cao trào lên được, và nó không làm lột tả được một bài Ý Lan nhiếp chính. Thứ nhất là tôi rất là phục các bạn khi chọn thể loại này. Không đơn giản, mà đặc biệt là bạn có những cái đoạn độc thoại rất là khó, độc thoại cho cải lương rất là khó. Đó là chưa kể nha, đây lại là một trích đoạn mới hoàn toàn. Cho nên là cái điều này để thấm được không phải đơn giản đối với em. Tôi mong là giống như anh Kim Tử Long nói là bạn phải chú ý tới phần dàn dựng. Nhưng mà bạn có cơ sở để làm tốt tất cả những điều đó. 9,5. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. 9,75. Và xin được giữ lại số điểm của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Còn bây giờ là thời gian của khán giả tại trường quay bình chọn cho Phương Cẩm Ngọc. Xin mời. Chín phẩy bốn điểm. Xin được chúc mừng.
yêu châu rơi sao xứng danh hùng anh. Đôi ta vì nước chết nào sớm ga. Dẫu có chết ta báo đền ơn nữ nước. Trốn lòng chúng ta bảo vệ non sông. Máu tuôn rơi tô điểm ngọn cờ đào. Trên sông núi ngàn sao luôn tươi đẹp. Phụ quân áo dài cờ đào vì quốc Tiên Dương, Đức Rạng Minh Trường, Nam Việt Quốc, Gia Long, Nguyễn Ánh. Nay phản tặc Tây Sơn đã dứt, nhiễm thù sâu ăn tận tủy xương. Tất cả nghe đây, bắt loạn thần đến Điện Tiên Dương, trước ta làm lễ hiến thù. Sao gia hình rằng chúng quỳ sư quỳ a đại Nguyễn Ánh rộng xa thế bậy tôn tất dữ cướp xa cơ lũ cáo dám khinh khi bắt được ta bê cớ chiếm đi. Cùng tổ chí hùng bất tận. Như chúa ta lấy nhân nghĩa cho người xa thế. Quỳnh đất quy danh cùng nhân sĩ bất hà. Hôn thời nhầm khí khái lắm, khí khái lắm. Ai cũng bảo ngươi có tài, có tài. Nếu có một nữ tướng như ta
thì cửa Nhật để làm sao trong chân. Nhà ngươi có mong đặt chân tới cửa Bắc Hà. Tướng quân, hãy cho vui xe sạc. Một thí sinh nhỏ tuổi nhất mà được lọt vào trong vòng chung kết ngày hôm nay. Con đã cố gắng hết mình rồi. Và hôm nay con đã đem lại cái vinh dự, cái niềm hãnh diện cho gia tộc của con. Nhất là những nghệ sĩ ở trong các đoàn cải lương hát chầu rất hãnh diện về con. Con 19 tuổi mà con diễn một cái vai như thế này là quá sức của con rồi. Chú chỉ tiếc một điều thôi. Đáng lý ra đó, nên dựng cho con cái đoạn mà con bị đánh đó, để con vô giọng cổ đó, phải dưỡng sức cho con cái đó. Nhưng ngược lại, con đã lấy lại cái phần ca sao, con ca bài sàng xê quá đầy hơi, và cái bài sàng xê đó đủ lực để đẩy cái cao trào đó lên. Ngày hôm nay á, thấy con đóng cái vai như thế này, thực sự cô xúc động ghê lắm. Cô chắc chắn con sẽ là cái người mà không bao giờ buông bỏ cái nghề của mình, cho dù là mình có cực khổ, cái là mình có như thế nào, không bao giờ buông bỏ. Cô chắc chắn điều đó. Từ hồi đầu mùa tới bây giờ, luôn luôn khi mà con đóng những vai nữ tướng thì cô thấy ở con một cái khí phách của cái người phụ nữ. Cô đã lắm. Đây đúng là một ngôi sao nối ngôi của dòng tộc nhà mình. Và cô chúc con sau đêm nay con sẽ tỏa sáng, và con sẽ là một người nghệ sĩ chân chính với cái nghề nghiệp cha ông mình để lại cho mình. Cảm ơn con rất là nhiều nha con. Con đang xây dựng cho mình niềm ước mơ của cả dòng tộc. Nếu con yêu và quyết định cống hiến cuộc đời cho nghệ thuật tuồng cổ, con phải làm nhiều hơn thế nữa. Con không phải làm cho bản thân con, mà con làm luôn cho cả dòng tộc của mình và những người yêu kịch hát dân tộc. Chúc con giữ niềm đam mê của mình, yêu cái người nghệ sĩ trong bản thân mình. Với hành trang đó, con đi suốt chặng đường tiếp theo, sẽ nở hoa
và mọi người sẽ yêu con. Chúc mừng Hà Mỹ Anh, bạn đã hoàn tất phần thi của mình. Chú! Ủa? Sao chú không tập tành gì đi, đứng đi, buồn heo vậy? Chú cũng muốn làm lắm con, nhưng mà thật sự bây giờ... Sao vậy? Sức của mình làm sao nổi con? Không có ai hướng dẫn thì khổ lắm, mà thiếu đủ thứ cái hết. Nói thật lòng là chú không biết chú có sai lầm khi mà chú nghĩ chú đang làm cái chuyện này hay không. Trời đất ơi, bây giờ chú làm cái việc của chú là đúng, tại chú muốn tập cái tiếng trống mê linh để gửi đến cho mẹ chú, cái điều đó là đúng chứ đâu phải sai đâu. Chú nhìn coi ai tới kìa. À, không phải đợi đất cái hai tụi bay đợi làm gì vậy? Không biết ai không, tụi bay nhìn con mặc đồ về biết không? Biết ai vậy? Cúc Tu không? Hà Linh. Hà Linh là bây giờ cho nó cúc cu hồi nhỏ. Chú Bảy nhìn con để đâu nè? Chú Bảy biết con đóng vai gì không nè? Biết chứ sao không biết. Tụi bay tới tính hát thiên trống mê linh phải không? Dạ. Hay quá vậy. Thấy biết rồi. Chú Bảy biết sao không? Tại vì năm nay cũng là kỷ niệm 40 năm đám giỗ của bố mẹ con, thì con làm con cũng muốn ôn lại kỷ niệm thôi. Vậy chú Bảy đóng một vai với tụi con chú Bảy ha. Dạ dạ. Dạ. Đóng vai với tụi con không? Được. Hoàn toàn chịu trách nhiệm nghe. Dạ dạ. Thế tao đi thay đồ. Mà biết đóng vai gì không? Tao biết. Vậy vậy. Mà chắc không, cái vai Mã Tắc là ông bậy đó, đóng cái vai đó để đời rồi. Ừ, bây giờ mình đừng có đóng lại vai đó, dài mình khác. Đóng cái vai khác nó mới hấp dài dẫn chứ. Đừng có vai khác thay đâu có thuộc. Con nhắc nhỏ. Trời ơi, kệ đi, mình thử đi. Đi nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Dạ dạ. Đứng yên. Còn cãi lời ta, tháo khăn bịt mắt, ta khuyết mắt người đó. Dạ dạ dạ. Dân Nam ta thà chết chứ không chịu nhục. Còn các ngươi can đảm chịu nhục nhưng rất sợ chết, đúng không? Dạ đúng, dạ đúng quá. Dạ bây giờ mấy ngài nói cái gì cũng đúng hết trơn á trời à. Dạ chủ tướng rộng lượng tha chết cho tôi, nhưng mà các ngài còn giận tôi, rồi cái các ngài nói là tôi bỏ chạy, các ngài giết tôi đi, vậy có phải là uổng cho cái thân kiến rồi của tôi không? Dạ thương tôi nhờ, ghét tôi chịu. Dạ dạ ngài nói sao ạ? Dạ, dạ, dạ ngài nói sao? Ôi da, trời ơi, trời ơi. Chăm lại các ngài, ngàn lại các ngài. Ôi da, tao nói mày là cái thằng đi đứng cái kiểu gì vậy? Dạ đâu đứng. Bụ đuôi hả? Dạ không có đuôi. Ông còn sống không? Gì? Nè, tao kỵ cái chữ đó nghe chưa? Không phải, tại vì á ngài bị Trưng Trắc bắt rồi, tôi nghĩ là quân của Trưng Trắc giết ngài rồi chứ. Mà ngài mà bị giết rồi chết tôi đi chứ. Tại vì á hồi đó giờ tôi đi làm việc tôi gặp riêng có mình ngài không à, thấy không? Rồi lỡ như mà ngài bị cái chuyện gì á, rồi ai biết cái công của tôi? Cái công của tôi chỉ chỗ của thi sách cho ngài lại ngài bắt, thấy không? Rồi tôi lẻn ra lẻn vào tôi nói cho nản lòng bao quân tướng sĩ nè, thì ai hiểu cho công của tôi mới vậy rồi. Nhà ngươi trù ta chết rồi bây giờ mày đặt kể công kể nghĩa nè. Bây giờ ngươi muốn cái gì? Chứ ngài nghĩ coi, công của tôi rất là nhiều á, mà ngài có bất chấp gì thì tôi biết phải gọi ai. Con người của ông mở miệng ra luôn luôn đặt điều kiện cho mày nè, Trưng Trắc còn sống dai hãy lo giữ cho bạn già của ông, chứ sống ở trên đời có làm thì phải tụi thôi. Ngày tôi vừa mới gặp ông cho tôi nên kẹt về cái phần mộ à. Bây giờ thì tôi mới hiểu ra cái kẹt đó chính là gì ông. Ông chỉ là cái hạng hàng thần lơ láo đó nha. Bây giờ ông muốn cái gì? Ông muốn cái gì? Ông muốn cái gì? Muốn cái gì? 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 Xin chào thái thú. Thái thú. Tao vẫn thừa. Dạ. Ông còn sống sao? Dạ. Tao vẫn thừa. Dạ. Ông đem ba tất lưỡi ra để mà làm xong nhiệm vụ rồi đó phải không? Nếu như thái thú có tin thì tôi mới dám nói. Nói đi. Trưng Trắc là một người biết kiềm lòng giận dữ, nén lấy đau thương, trí sáng như mặt trời mặt trăng. Cái người đàn bà này thật là đáng sợ. Đúng rồi, ta thấy Trưng Trắc khôn khéo lắm.
chung như là thằng ông lũ kiếp. Mới được tha chết thôi mà đã cá tủ và nổi trứng chắc ở trên đầu rồi. Thái thú à, tôi biết ngài chẳng tin đâu, nhưng buộc lòng tôi đây phải nói để không hổ chức quân thừa mà điều đình ra quỷ thác. Ông làm như ông có mình ông có chức phận. Tôi không trách ngài phái tôi đi vào hang hùng cho hùng giết, nhưng nhờ có chuyến đi này mà tôi như là người mù sáng mắt. Sáng tóc để đủ giấc vua hơn, chưa chi mà để đủ trực trách trên đầu. Thái thú, ngài đã bị hạ bệ rồi, mã đắc lên thái quyền mà ngài vẫn không hay. Đừng chắc nghe tin định tiến quân kìa, lấy chi để mà làm bằng? Mã đắc dẫn động triều đình thay thế cho ông. Mã đắc sắp thay thế ta. Dạ. Thái thú, Mã đắc thường chê bai ông là hèn nhát, đánh giặc chỉ biết có thủ thành và rút lui, chứ không bao giờ dám tiến quân. Mã đắc còn nói, nếu như binh quyền trong tay của y chỉ một trận, y sẽ đánh tan quân của Trưng Trắc. Như vậy là nó muốn cướp đoạt cái chức thái thú này. Dạ đúng vậy. Ta sẽ cấp cho nó 5,000 quân kỵ mã đánh thẳng vào chính của Trưng Trắc. Chậm trễ bại trận đã đem đầu ngay tức khắc. Thái thú, tôi là khi ngài cấp 5,000 quân cho Mã Tắc, chẳng khác nào giúp cho hắn có thêm dây cánh. 5,000 quân ôm đôi hả? 5,000 con ngựa què. Điều trái lực của ta, ta sẽ đem đầu ngay. Hay 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 quá. Thái thú, kế của ngài đúng là diệu kế. Quá hay, quá hay. Còn phần của ông, dạ, lo cho ta 5,000 con ngựa què. Dạ, sao cho trời ơi, lo cho ta 5,000 quân ôm đôi. Trời. Nếu mà chậm trễ hả? Không thành công được, cái đầu của ông sẽ rơi trước. Nghe rõ chưa? Đây là lệnh nghiêm việc. Nghe chưa? Tướng lệnh. Tướng lệnh. Trời ơi, kiếm ở đâu ra 5,000 quân ốm đói còn có thể tìm được? Cho nó nhịn đói một tháng, nó không nhon. Nhưng mà 5,000 quân ngựa què. À, đúng rồi. Quân bay, đem bầy ngựa ra khất nhượng hết cho ta. Khất nhượng hết cho ta. Các con. Dạ. Nói thì nói vậy thôi, đứa nào hát cũng hay hết, đứa nào diễn cũng tốt hết. Dạ. Ông bay là nhớ đến cô Thanh Nga, nhớ đến chú Thanh Sang, nhớ đến ông Văn Nga, rồi lại nhớ đến ông Hoàng Văn. Dạ. Dạ. Xin giữ nghe các con. Dạ. Đừng bao giờ quên. Nghe, yeah. Cái gì cũng vậy, nguồn gốc của cái lương là trên hết. Nghe yeah, các con nhớ. Thưa quý vị, chúng ta vừa xem xong một trích đoạn cải lương trong vở Tiếng Trống Mê Linh, một vở diễn rất nổi tiếng của đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga ngày xưa. Và hôm nay anh Hà Linh đã chọn lại tiết mục này. Xin anh chia sẻ một chút về tình cảm của mình đối với tác phẩm cũng như thần tượng của chính anh. Dạ thì ngay từ nhỏ thì lúc nào cũng được đi theo bố mẹ, đứng ở cánh gà, xem mẹ, xem các cô, chú, các bác diễn. Nhưng khi lớn lên một chút đi học trường sân khấu á, thì cậu bố có nói rằng con á, nếu mà con muốn hướng của con đi lâu dài, con nên nhìn cái vai của bác Hoàng Giang. Lúc nào
Linh cũng nhớ cái lời ba Sáu dạy, tức là lúc nào cũng rất là mê các vai của ông Hoàng Giang và Linh thích nhất là vai này. Cho nên ngày hôm nay là xin phép là được làm lại, mong mọi người ủng hộ. Xin cảm ơn. Xem cái trích đoạn này á, tôi với anh Thái Châu là có quá nhiều cảm xúc. Cho đến bây giờ tôi vẫn thấy bạn là còn nhỏ xíu chạy qua chạy lại trong hậu trường. Dạ. Yeah. Mà chị Thanh Nga lúc đó hát ở ngoài sân khấu mà mỗi lần quay vô hậu trường mà không thấy có bạn thì chị Thanh Nga quên tuồng. Yeah. Cho nên bây giờ thấy bạn diễn thì tôi vẫn thấy cái bóng dáng của chị Thanh Nga và bóng dáng của Cúc Cu, giống như hồi nãy là chú Hùng Minh nói. À, thêm một người nữa là chú Hùng Minh. Kính trọng vô cùng là vì chú vẫn xuất hiện trên sân khấu với mọi người và chú vẫn diễn rất hay. Và đó là một cái sự xúc cảm vô cùng đối với chúng tôi. Còn riêng phần bạn thì có thể là vì ở ngoài bạn diễn kịch nhiều hơn, bạn đang tự tin vô cùng trong khi diễn, mà vừa mới nghe đàn cái là thấy bạn mất tự tin. Dạ. Mong rằng là những cái xuất tới đây đó là bạn sẽ không có bị cái sự mất tự tin đó nữa. À, chú được thấy lại những hình ảnh đẹp của Đoàn Cải Lương Thanh Minh trước đây, nhất là thấy hình ảnh của mẹ của cháu. Cháu chuyên về kịch, do đó ngã qua cải lương thì nó có một cái phần nào đó bị hạn chế. Chú Thanh mong những tập sau cháu sẽ tự tin hơn. Cái diễn xuất của con thì rất là hay, con có nghiên cứu cái vai của chú Hoàng Giang, nhưng mà có một cái là cái ca đó thì phải nghiên cứu nha. Mình là con nhà nòi mà, mình không làm thì thôi, làm thì phải nó tới nơi tới chốn. Thật ra là cái bài đầu tiên á thì con ca rất hay, chỉ có tới Dương Kỳ Ngộ là hơi lạng quạng phải không? Nhớ chỉ có bao nhiêu đó thôi nha. Còn bây giờ sẽ là số điểm dành cho Hà Linh. Xin được mời số điểm từ phía giám khảo Bạch Tuyết. 9,5. Danh ca Thái Châu 9,75. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho nghệ sĩ Hà Linh. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho nghệ sĩ Hà Linh là 9,6. Chúc mừng bạn. Ra đi cánh gió phương trời lạ, vẫn nhớ non sông một mái nhà. Đêm nay gió lạnh trùng khơi, quê hương còn mãi những lời mẹ ru.
trăng con đò thương nhớ mong bên nước cây đà làng xưa. Họa hình nước non thư pháp từ tâm nét cong nét thẳng phác họa người dưng người dưng. Thư pháp ngả nghiêng bầu diều tình người nặng tình quê. Thư pháp hơn bay lắng nghe huyền thoại kể lại. Đông trắng như mây trời bay em mềm như gió rượi mắt như sông tuôn trào thư pháp tôi trôi mãi trôi xô thành đôi hoa đào tươi thắm nở giữa giang sơn đất Việt bao gấm nhung thư pháp cha tuyệt hiền nhớ. Mặt trời là cha, mặt đất là mẹ, mặt em trái xoan, mặt tôi chữ thấy là bài này là em phải có một cái sự đam mê luyện tập dữ dội lắm em mới có thể làm được. Tại vì những cái thao tác, những cái chuyển động phối hợp với cái lời hát của em á, em làm đều rất là nhuần nhuyễn. Với anh thì em sẽ còn phải học hỏi rất là nhiều nữa. Bởi vì là bài hát này là một bài hát vô cùng khó và mình phải trau dồi làm sao để cho cái tâm hồn của mình, cái sự hiểu biết của mình sâu hơn về cảm xúc thì em sẽ còn thành công hơn nữa. Hôm nay cái điều mà cô hài lòng nhất á là bước ra sân khấu con sáng lắm, con đẹp. Và cái vũ đạo từ cái ánh mắt cho đến gương mặt con, từ cái bàn tay hòa quyện với từng lời ca của con. Cái thể loại hát này rất là khó, nhưng mà con là tuổi trẻ, con có thể tự tìm cho mình những cái gì lạ. Bước đầu tiên này con đã làm được một cái bài như thế này, cô rất là ưng ý. Cô chưa dám nói về cái cảm xúc của mình nó đúng hay là sai, chắc cô phải chờ hai số nữa. Nhưng mà manh nha là cô cảm nhận là Thủy Tiên đang đi tìm cái đường lối cho chính bản thân mình. Con xuất hiện trên sân khấu là cô cứ nghĩ đến một cái người diễn viên, mà là diễn viên hài kịch, mà biết ca nè, biết nhảy nè, biết múa nè. Ở những cái số sau có thể con thử sức mình đi tìm đúng cái dòng nhạc mà để nó bật lên cái chất giọng lạ của mình nữa là vô. Và bây giờ chúng tôi xin chờ đợi số điểm từ các vị giám khảo của chúng ta ngày hôm nay. Toàn xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Cô chúc mừng con. 10 điểm từ nghệ sĩ Thanh Hằng. Mời ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. 9,5 điểm. Cảm ơn ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Chúc mừng phần dự thi của thí sinh ca sĩ Thủy Tiên. Hôm nay con được đi học về sớm. Con dắt ông nội ra công viên cho ông nội tập dưỡng sinh với mấy ông bà. Ê con qua bệnh con xin cho ông nội vô múa với ông nội mắc cỡ cũng giống vô. Dạ rồi, để con xin cho ông nội nha. Dạ bà ơi. Y trong bài làm gì có y à, trong bài làm gì có ai hải đèo đúng không? Dạ mèn đét thôi, sao mà ông vẫn kẻ vô
chứ hồi xưa vậy. Trời ơi, Hải Đèo nè ông cháu. Trời đất ơi, Hải Đèo. Trời ơi, sao da mặt láng con dễ thương vậy? Sao mà ông không già mà tôi già hơn ông là sao? Dạ, con phải. Đi bắt cóc đi về liền. Thấy gì không? Hải Đèo, đúng không? Đâu? Ai? Ôi, xin lỗi. Trời, sao trời, không nổi vậy con quen rồi, cứ lần nào gặp bả là bả ủi một cái là té liền. Trời ơi, cái thằng đó là con ông đúng không? Trời ơi, nhìn cái mặt như hai giọt nước. Bậy bạ không à, cháu tôi đó, cháu nội. Ủa, mà tôi nhớ là cái năm mà tụi mình tốt nghiệp xong chưa hết trơn trọi rồi đó. Là ông đi rồi mà, ông đâu còn ở đây nữa đâu mà sao bây giờ ông vẫn còn ở đây vậy? Cũng có đi, rồi về. Bởi vì đối với tôi, không có ở đâu á vui bằng ở đây. Hồi xưa là ông hát hay nhất lớp mình chứ gì nữa. Ông về ông hát chính cho tụi tôi đi. Trời ơi, già cả nhớ gì đâu hát. Thôi, ông hát được, gia nhập nhóm với tụi tôi luôn. Được không? Được. Ê, tôi nhớ hồi xưa lúc mà mình ra trường chia tay đó. Cái tôi hát cái bài này chia tay khóc hết nước mắt. Tôi nhớ rồi. Nhớ không? Rồi, tôi bấm cho ông hát nha. Rồi, bắt đầu nha. Giá biết bàn lòng người, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai, chờ mong từng đêm gối chiếc nỗi u hoài này ai có hay. Nhạc quá thấy buồn, cảm thông được nỗi chán xa người thương, mà qua phương thắm như máu con tim, mỗi lần khẽ thêm kỷ niệm. Người xưa biết đâu mà tìm. Ôi thời quá niên giờ đã xa rồi, cuộc sống êm đềm trôi qua lặng lẽ, giờ nhìn lại mình mái tóc đã bạc. Ngày nào lên bảy lên ba, mà giờ đây chúng ta đã thành những ông già. Tiếng trong trường thầy cô phấn trắng, mãi theo ta đến suốt cuộc đời. Bạn bè mỗi đứa một nơi, bây giờ gặp lại thấy vui tuổi già. Bà biết đâu năm tới có còn gặp nhau. Tự nhiên gặp lại cái ký ức tuổi thơ nó ùa về vô mặt. Bây giờ không mấy, bây giờ mình chơi trò chơi ra. Chơi trò chơi hả? Ủa nhưng mà chơi cái gì? Kéo co. Chi phải không? Con sẵn con vô đây con làm trọng tài đi. Đứng đây giữa nè. Con để cái đôi dép con đây nè. Dạ nè, cái mức nè. Rồi bắt đầu nha. Ủa bộ nó không biết cái chơi trò này hả? Tự nó biết chơi iPad không mà cái này nó không có biết. Bắt đầu nè. Rồi con đếm đi. 1, 2, 3. Hai con thằng làng con đua nhau cắn nhà rút đôi. Cha thằng làng buồn rêu gọi con lên mới mắng cha. Hai con thằng làng con đôi thì to nhưng đã cục gài. Ai đó ngang qua trời. Ba. Ba con. Đi ba đi đâu ra đây vậy ba? Ba ra chơi ở ngoài đây vui lắm con. Thì thằng Tin con không đâu? Con Tin. Dạ. Ba con. Tin. Dạ ba. Ủa. Rồi giày dép con đâu? Dạ. Con dép. Ba ơi ba, sao tự nhiên ba để Tin đi chân không lỡ đạp chúng gai đinh rồi sao ba? Lấy làm mất thôi mà. Trời ơi. Rồi giờ này mấy giờ rồi ba không chịu về? 5 giờ thôi à. Rồi ba ăn uống gì chưa? Ôi trời ơi, chơi vui gần chết rồi nó bụng đâu ăn. Rồi thằng Tin nó đói rồi sao ba? Không có ba, con chưa có đói. Nãy ông nội dẫn con đi ăn phá lấu rồi. Con ăn cái gì Tin? Con ăn phá lấu á. Ba, cái gì con? Tự nhiên ba cho thằng Tin ăn phá lấu rồi đau bụng trúng đực rồi nghỉ học hả ba? Con thôi. Con hết hiểu nổi ba.
Sao? Công chuyện con đang đăng đê đê đủ thứ chuyện phải lo hết. Nhiệm vụ của ba chỉ là lo cho thằng Tin thôi. Thì ba lo mà con. Ba lo mà lo cho nó vậy hả ba? Chứ ba không thương con thì ba phải thương cháu của ba chứ. Thương. Ba lớn rồi chứ đâu phải ba còn con nít nữa đâu mà ba ham chơi quá vậy. Con mới là người dắt ông nội ra đây mà. Con, chuyện này chuyện người lớn, ba nói sao phải nghe vậy. Con hiểu hết đó. Ba đâu có thương ông nội đâu. Con, mày nói. Con nói cái gì vậy Tin? Bữa nay con cãi lời ba nữa đúng không? Đi qua đây với ba. Con Tin, con hết thương ba rồi đúng không? Ba đâu có thương ông nội đâu. Sao ba bắt con thương ba được? Tin, con không được nói vậy. Con nói vậy á là con hổn, con biết không? Bởi vì vì cha mẹ sanh ba xin lỗi con. Ba đừng xin lỗi con ba. Lỗi là lỗi của con nè ba. Từ trước tới giờ con nghĩ là con là nhất trên đời. Nhưng mà con quên, lúc con còn nhỏ con cũng là nhất trên đời với ba đúng không ba? Con xin lỗi ba. Những cái trích đoạn của bạn đó bây giờ nó thấy tưng tửng nhưng mà nó cũng có một cái chiều sâu. Bạn cho người ta thấy một cái cải lương nó mang cái tính thời đại. Nhờ cái cách xử lý trong cái trích đoạn của bạn mà người cha, người con và đứa cháu nội cảm thấy hiểu được nhau và gần gũi được nhau. Và đó là một cái thông điệp rất đẹp của bạn. Cảm ơn bạn. Hải có thấy cái tiết mục này có một cái đoạn nào đó mà Hải không vừa lòng không? Con biết là có rất là nhiều khuyết điểm mà con trong cái tiết mục này, nhưng mà có nhiều sự cái lo lắng rồi nó nhiều thứ quá làm cho mình cảm thấy áp lực nặng lắm. Có phải là giám khảo Thái Châu đang muốn nhắc đến một cái đoạn Văn Thiên Tường mà bạn ấy bỏ lửng không ạ? Đúng rồi. Con thơ lỡ bước lầm đường. Dạ cái sao lớp vậy? Đó con viết chỉ ba câu con ca tới không đó. Nghe cái đó để nói giùm cho con. Sở dĩ mà tôi nói đây là một cái tiết mục cải lương mà nó mang tính hiện đại là bởi vì bạn đã xử lý cái bài Văn Thiên Tường rất mới, là bởi vì không phải lúc nào người ta cũng phải ca hết nguyên bài, cũng không phải lúc nào mà mình cũng phải đi một cái ruột là buồn là buồn mà vui là vui, trong khi cái thế giới của chúng ta sống có phải gì đâu. Vừa thấy một cái đám ma đang khóc hù hụ chưa kịp nín là đã thấy một cái đám cưới rồi. Và chính đó là cuộc sống, và cải lương là cuộc sống. Nhưng mà Hải làm đó làm tôi hơi bị hụt hẫng ở cái chỗ mà đang hát cái mình ngưng rồi đàn nó còn lẳng tẳng làm sao á, thì vô hình chung đó mình đang xem như thế này mình nghĩ chắc cái cậu này quên lời. Mai Hồn nha, có người cắt nghĩa cho tôi nghe nha. Đây là một cái tiết mục giá trị. Cô lần nữa cảm ơn Hải nha. Tôi xem mấy cái game hài á, Hải rất là có duyên.
Chú chân thành cảm ơn cha mẹ con đã sinh ra con. Con có một giọng ca cải lương tuyệt vời. Con cảm ơn cha. Hôm nay tiết mục của con á, diễn một cái ông lão gì là quá tốt. Phải đó là cái kịch bản con có tính nhân văn tốt. Chú khen. Cảm ơn nghệ sĩ Bạch Long. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm của giám khảo Bạch Tuyết. 9,75. Số điểm của danh ca Thái Châu. 9,75. Số điểm của nghệ sĩ Bạch Long chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải là 9,5. Chúc mừng bạn. Đi đâu? Dây chặt ngũ bồ giang, kẻ nào còn sống, giết chết hết cho ta. Dây chặt ngũ bồ giang. Lúc sân hết bắt lo liên cho ta. Nàng Trinh, nàng dám đưa Lê Liêm thoát khỏi hoa sông à? Bây giờ căn phòng cẩn mật cho ta. Ơi quê mẹ chịu lắm nỗi đau thương, nước mất nhà tan, phần người dân bé. Không sợ chết ta. Được, ta sẽ cho căn xác nàng ra, thả trôi trên sông, nó diều tha quả nghĩa, xem nàng còn lớn lối với ta không. Tôi chỉ sợ ngài phí công vô ích vì người mà ngài cất công tìm kiếm. Nếu đã từng có mặt nơi đây, hẳn giờ đã chim trời tung cánh. Ta chắc chắn hẳn chưa thể vượt qua sông, vì ta phong tỏa ngũ bồ giang. Còn nữa, ta nắm một con tin vô cùng quan trọng. Cha nàng và nàng giao nạp Lê Liêm cho triều đình, lúc đó sẽ hưởng vinh hoa phú quý. Giải gì phải nghe theo lời tên giặc cỏ Lam Sơn. Nhưng tại sao phải truy tìm nghĩa sĩ áo lam, phải bắt cho được một Lê Liêm? Hắn chính là gà sắt rừng lam, muốn lập bè dùng mưu liệu kế, chống lại cổ xe thiên triều bằng đôi càng của loài châu châu. Đừng xem thường châu châu đá xe, tự xem mình là quái hùng dung mình, mà cũng lo sợ rằng có một ngày sẽ kia sẽ nhớ. Điều đó xảy ra vì ta là Đặng Ích Kiêu Hùng. Này, khi mà trên đất nước này đâu chỉ có một nghĩa sĩ áo lam, đâu chỉ có Lê Lợi là anh hùng áo vải, mà đâu đâu trên khắp đất nước này hễ là người dân đất Việt thì họ đều là anh hùng, sẵn sàng đối mặt với kẻ hại nước hại dân.
năng giỏi lắm. Chưa hết, tôi còn nghe người ta đồn rằng khắp rực núi Chí Linh, người ta nhặt được những chiếc lá mang lời sấm truyền của thần linh rằng Lê Lợi Di Quân, Nguyễn Trãi Di Thần. Xem ra nước Nam đã tìm ra được chân chúa, ngài cần phải liệu cho mình. Nàng không sợ chết à? Khi đã rơi vào tay lũ xoáy lang, ta không mong thoát khỏi cảnh chim lồng cá chậu, mà cam tâm chết tại nơi đây. Cho tâm âm mưu thâm độc của quân thù, cho cánh chim bằng bay cao, không còn nghe sợ lưỡi dân, để cho cha ta không còn vì ta mà phải bận lòng, và để anh ta không phải vật hèn ban rẻ linh hồn cho nhũ ác tâm. Hỡi kẻ bán nước cầu vinh, hãy lắng nghe tiếng giọng quốc hờn như từng lớp sóng cồn sẽ dậy lên thành bão táp, bão sẽ xô rừng rừng lai chuyển núi, trên khắp một dải non sông quét sạch bè lũ xâm lần ra khỏi bờ cõi nước Nam. Nghe cho nàng xem nàng lá sen bao lớn. Mô ta ra, mô ta ra. Nỗi hận phụ ngoại bang xâm lược, nước
sao chỉ riêng ta. Thân dỗ chết, xác dùi nơi sông lạnh, nhưng linh hồn vẫn quất nghẹn nỗi hờn căm. Không, ta phải sống, sống là cùng cha rửa thù nhà đền nợ nước cho sông. Giặc có muôn người đứng lên thề giữ nước. Ngộ bộ giang máu hồng không còn nhiễm đỏ, cho ngày sau sạch bóng quân thù. Hồn nước tình dân nay đã hòa cùng hồn dân tộc, quyết giữ từng tấc đất quê. Bình Định Dương. Wow! Wow! Nàng Trinh, nàng giám đốc của Bộ Giang, ta đưa Lê Liêm chạy thoát à. Nàng, nàng, what? Giết lên cho ta. Rất là cảm động với cái sức lao động nghệ thuật của Hoài Thanh. Hôm nay cái tiết mục này Hoài Thanh đã thành công. Và cái tiết mục này nó có đầy đủ ý nghĩa. Cô rất tiếc một cái rằng là nghệ sĩ mình hát cần phải giữ cái cột hơi.
mà cái tiết mục này ra là mình giống như chạy quần quá. Mà phải chi cái câu giọng cổ của con đó, con dành cho để khi mà con thẳng vô mặt của cái thằng tướng giặc đó, thì phải nói là bốc lửa hơn nữa. Rất tiếc là cái đó thôi, nhưng mà cái giọng ca của Hoài Thanh cũng rất là tốt. Chúc mừng con. Với anh thì anh lại có một cái niềm tin rất là lớn vào việc học hỏi. Anh bị cuốn hút bởi cái lời thoại của em, những cái câu thoại nó chắc như đinh á. Phải chi là mấy cái câu giọng cổ mình vững một chút xíu nữa thì đây sẽ là một tiết mục quá hoàn hảo. Em đã có thanh sắc rồi, chỉ cần mình tiết chế mọi thứ cho nó phù hợp với cái sức khỏe của mình thì em sẽ còn tỏa sáng nữa. Chúc mừng em. Cái cảm nhận của cô ở con á là như vậy. Những tiết mục của con là những tiết mục rất là hoành tráng, rất là khổ luyện luôn, và đầu tư rất là nhiều cho cái vai diễn của mình. Với cái thử thách mà cô đưa ra là con phải hát một câu giọng cổ thiệt là ngọt, thì cô thấy là trong cái trích đoạn vừa rồi á, cái lúc mà con hát cái câu Văn Thiên Tường á, nó ngọt quá con ơi. Và cô cảm thấy cô rất là hài lòng với cái thử thách mà cô đặt ra cho con. Cô Hằng có góp ý với con, ai mà không mệt được một cái trích đoạn mà con bị dằn vật từ đầu cho đến cuối, mà con trụ lại cho đến cuối cùng như vậy là con quá siêu phàm về mặt sức khỏe rồi. Chắc là tới những vòng tiếp theo nữa thì những cái tiết mục của con nó sẽ còn khủng hơn như vậy nữa. Cảm ơn con rất nhiều. Và bây giờ là số điểm của giám khảo dành cho phần trình diễn vừa rồi của Hoài Thanh. Toàn sẽ được mời ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. 9,75 điểm. Cảm ơn ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng. 10 điểm dành cho Hoài Thanh. Cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Nơi nào chèo mạo đi kéo tôi
cuộc tình lớn, trú mưa chờ đợi phà thương bài giống cổ. Có một người trễ phà đau cuộc tình lớn, trú mưa chờ đợi phà thương bài giống cổ. Lời xóa giận nay xử tội tiết công nhi, ai vào thời bắt chớ khá cho ra, ai cải lĩnh chém đầu làm lĩnh à. Nàng ráng vào trong xin tội cho ta nghe nàng. Dạ, Tiết Lan. Dạ, giai tiền bá bái, trương hạ khoan dung, ngũ linh kỳ chuộc tội người thương, xin nguyên soái niệm tin dũng nạp. Hồng ân thọ lỗi, giai tiền ý kiến ngũ linh, dân ngũ linh chuộc tội vô hình, chúc nguyên soái phước như bả phúc. Chà chà, bà nguyên soái này mà nghiêm quân lệnh dữ không, vào bên đây bá xoay bên kia, qua bên kia bá xoay bên nọ, như thiếp đây bé chí trưởng nhân nhân bất phục cùng bơi thương châu dặn xuống đi nào, phải chịu nhục giữa ba quân. Ấy mà thôi, về thước chọc chẳng quản nhóc nhằn, lòng thương bạn công không giảm tiếc. Hey. Dạ, công thỉnh nguyên nhung chỉ phúc, khả văn tiện nữ trật ngôn, khuynh thần bái mạng viên môn, kính chúc soái gia bá phúc. Đường đường nữ tướng trước nhìn lẫm lẫm quá nghi, đơn thân thâu nhập linh kỳ, thích tác ngã gia có phải phi giả đạo thử hạ lý. Dạ, đến đây dân ngũ linh kỳ chúa kỳ tội trọng, xâm lăng bên cạnh thọ thiên sanh bất thọ thiên quay. Dạ dạ. Thank you.
Dạ dạ, nguyên số giờ hạ lệnh, ai có ngủ liên kỳ chuộc tội Tiết Lan, nay tất nhiên xuống trong ao quan. Dân báo vật, mẫu thân kháng quá. À ha ha, tượng báo vật. Thần nữ, dạ, soái thâu nhận ngũ linh kỳ, tha tội Tiết Dưỡng Nhi, nàng định liệu thế nào? Dạ dạ, có nguyện tận phá địch, báo quân ân, tồn phú phụ. Thâu nhận linh kỳ, cảm ơn luôn. Trên nguyên dung hẹp lượng chẳng tha, dưới tờ nguyện chiên môn loạn phá. Nói là nói như vậy, soái sẽ tha tội cho Tiết Dưỡng Nhi. Hai trẻ hãy đứng lên, mẹ chúc hai trẻ hòa duyên dây ngẫu. Dạ đa tạ, dạ dạ. Hồi chú còn nhỏ xíu, chú còn nhớ là chú 1 tuổi, 2 tuổi gì đó, chú đã coi hát bội rồi. Mình không nghĩ là đến bây giờ tụi con mà vẫn còn một cái thế hệ mà yêu hát bội như vậy. Anh ngồi đây anh xem, anh thấy rất là cảm động. Vì đây là một cái bộ môn sân khấu kinh điển. Hôm nay em đã dám mạnh dạn em đưa cái vai thần nữ đến với sân khấu. Đó là một cái điều mà anh rất trân trọng. Em là một diễn viên bộ tịch rất đẹp, rất chuẩn. Nhưng anh chỉ góp ý với em một chút xíu nữa thôi. Đó là nội tâm. Yeah. Chúng ta dù có bộ tịch đẹp cỡ nào đi chăng nữa, nhưng cái nội tâm của chúng ta không có, không gắn liền hai cái, nó kết nối lại với nhau, thì người xem có cảm giác như em đang múa chứ em không phải là em đang hát. Chú nghĩ đây là chào sân thôi. Con chú ý cái là khi con diễn, con hát, ở bên trong con có cái tâm lý bên trong, và con có những cái thay đổi tâm lý, cái hồn của con nữa, thì những tập sau con sẽ hay hơn. À, chị Mỹ phải nói là rất là xúc động. Thấy em còn trẻ mà em theo cái niềm đam mê của mình là bộ môn rất là khó. Em là một cô đào bước ra sân khấu thật là chỉnh chu và sáng sân khấu, và cái giọng ca cũng rất là ngọt ngào. Có lẽ là bị áp lực cho nên là có những cái mình bị phân tâm chút xíu. Nhìn cái tiềm năng đó thì tương lai chị Mỹ thấy là những tập tới nữa đó là Bảo Ngọc sẽ còn sáng giá hơn nữa. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng nhìn xem số điểm của ban giám khảo dành cho Bảo Ngọc. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 9,5. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. 9,5. Còn bây giờ là thời gian bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho Bảo Ngọc. Điểm số của khán giả tại trường quay dành cho thí sinh Bảo Ngọc của chúng ta là 9,4 điểm. Xin được chúc mừng. Nhanh đi Trâm ơi, để chạy xe à con. Cha ơi, sao mấy người đó lấy nhà của mình vậy cha? Trâm à, đâu có ai lấy ghe của mình đâu con. Cái đó là cha bán cho người ta đó. Ở đây lúc này làm ăn khó lắm, cho nên cha bán chiếc ghe này để đưa con đi ra Hà Nội. Ủa vậy ra Hà Nội con có được diễn không cha? Không được diễn con buồn lắm. Cha có người bạn hát ở ngoài á, kêu cha ra ngoài, cho nên cha dắt con ra ngoài rồi vô đồng cải lương. Vậy là ra Hà Nội có được hát đúng không cha? Ừ. Con đâu có buồn đâu, con vui lắm. Con vui hả? Ngoan. Dạ. Thôi đi con, để chạy xe. Dạ.
phạm công, bao buồn kiến quy hạt, ta sẽ tha cho cha con ngươi toàn mạng sống. Đừng nhiều lời vô ích, dù có chết ta cũng quyết đáp đền ơn sông núi. Chết! Hey! Hey! Bác là hey! Cha! Chạy! Chạy đi! Cha! 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 Có muôn binh hùng đầu lũ che dưới thân mi thấy bao đo lường qua đớn đau xót già cầu xin ông thương tha quyên dù hôm nay phải chết lòng cũng quyết không xa giờ phút cuối tới nhanh đi thấy bao quy hàm lòng biết nhi bao quân ân nhưng bỏ con sao đành ta rồi ta hy sinh phải thua loài gian. Phạm công, ngày hôm nay tôi cũng bại với tay ta. Quân, đem Phạm công pháp trường xử trảm. Ngừng đi. Không tập nữa. Chú. Ủa gì vậy? Sao vậy chú? Con hát sai à? Con hát không có sai. Nhưng mà Vân à, con hát cái giọng này á là bà con người ta chưa có quen, người ta nghe người ta không có hiểu được. Con hiểu không? Anh Giao ơi. Dạ. Để đợt đó đi, là tôi nói chuyện anh chút. Bố. Có gì không chú Trường? Anh à, tôi rất là thương cháu. Dạ. Nhưng mà cháu nó cứ hát vậy hoài thì tôi cũng khó xử lắm anh à. Tại chú Trường không biết đó, chứ diễn viên ở ngoài Bắc đó hả, người ta ca giọng cổ hay lắm á chú. Thì tôi cũng biết vậy, nhưng mà cháu nó ca cái giọng Bắc á thì hát ở ngoài miền Bắc nó hợp, còn ở đây á là bà con miền Tây không mà, cháu hát tôi sợ bà con nghe không có được. Anh hiểu không? Ủa nhưng mà sao mà anh nói giọng Nam mà cháu nó lại ca giọng Bắc, tôi không hiểu à. Tại hồi đó tôi đi ra ngoài Bắc á, cháu nó còn nhỏ, rồi nó nghe cô chú ở ngoài hát đó rồi viết, rồi cái nó bắt chước theo luôn rồi chú. Bố hả? Gì ở con đây, chờ con tí. Chú, con hát miền Nam được. Ủa hả? Ủa sao nãy giờ con không hát vậy, con giống như con nói chuyện với chú vậy nè, sao con? Dạ tại lúc được lúc không. Bây giờ chú cho con cơ hội nữa, bây giờ làm lại cái đoạn hồi nãy con ca giọng miền Nam cho chú nghe nghe không? Thử coi nghe. Thử có được không mà chú? Rồi chú tính. Rồi, ráng lại nè. Ráng nha. Dàn chậm lại nè. Quân, đem Phạm công ra pháp trường xử trảm. Quân hẹn chào dân quân.
Hay lắm, hay lắm. Được đó, chú. Con hát được, con hát rất là hay. Bây giờ nhìn nè, hai cha con không đi đâu nữa hết. Ở đây, về đoàn, hát cho chú, chịu không? Dạ, cảm ơn chú Trường, cảm ơn chú Trường đi con. Cảm ơn em. Cảm ơn chú Hồ. Vâng, thưa quý vị, có thể quý vị luôn luôn thấy Huyền Trâm nở nụ cười trên môi mọi lúc mọi nơi, nhưng đây là lần đầu tiên mà Huyền Trâm bật khóc thành tiếng. Đâu có khóc lên tiếng đâu, lên truyền hình lên tiếng xấu lắm. Em có thể chia sẻ là ngày hôm nay tại sao đứng bên cạnh ba mà mình lại có cảm xúc trào dâng đến như vậy? Em nhớ lại hồi lúc ra tới ngoài bến xe Hà Nội, em lấy cha đi, cha xách đồ, em tính là cha đi bỏ, em chạy theo, người nhém đến bị xe đụng chết, cha lại ôm em, cha khóc quá trời. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các nghệ sĩ đã hỗ trợ cho Huyền Trâm, và xin được cảm ơn anh đã đứng trên sân khấu này để cho em ấy ôm lại những kỷ niệm thời thơ ấu như vậy. Cái chương trình này nó có một cái đoạn ngắn con ca dụng cổ tiếng Bắc, cô nghe đó, cô cảm nhận được rằng cái tấm lòng của con với ba con đó, chúng ta yêu đất nước Việt Nam, và đất nước Việt Nam là có ba miền Nam Trung Bắc. Cải lương mà ra Bắc á thì anh Thành ơi, liệu bây giờ không phải là liệu của ngày xưa lừa. Và nếu như cải lương mà ra tới miền Trung á thì không phải đêm nơi, không phải đêm khóa, không phải buổi đầu táo mò. Và cái điều đó nó làm cho chúng ta tự hào cho đất nước mình. Trong một cái cải cách cái loại hình nghệ thuật cổ của dân tộc, cảm ơn ba con và cảm ơn con rất nhiều. Cái câu chuyện của con kể á, thế là vì hoàn cảnh dẫn ra ngoài Bắc này, dẫn làm cải lương, cái đó mà cái vốn đó là vốn quý đó. Rồi cái sự diễn xuất của con thì chú có nói là tiết mục của con thì bữa nay có cái gì đó xúc động làm cho chú rất quý con. Trong cái tiểu phẩm này đó, sau khi mà bắt đầu con hát giọng nam đó, con mới lại là tỉnh táo, bản lĩnh và tự tin. Người ta đã nhìn mình, người ta đã thích mình, yêu thích mình, thì bắt đầu từ đó phải tiến bộ hơn nhiều. Nha con nha, nhớ cái chỗ này. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết ạ. 9,5. Số điểm của danh ca Thái Châu. 9,5. Số điểm của nghệ sĩ Bạch Long. Chúng ta sẽ biết được của chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Huyền Trâm. Xin mời ạ. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Huyền Trâm là 9,6. Chúc mừng bạn. Dude.
thật nhu nhược, thế giặc hung hăng, công phân giữa đôi dòng nhật nguyệt. Trăng ơi, trăng có soi sáng đường dài nghĩa sĩ, giúp dọc tôi dẹp giặc cứu non sông. Mặt trời kia ánh nắng cháy rực hồng, tại sao không theo chết bọn xâm lăng đất nước? Đó là điều không thể, chỉ có sức ta đối mặt với giặc thù. Về non nước, về nghiệp triều Lê, rồi cuộc chiến chính ai là kẻ đương đầu? Phải chăng là người anh dũng Tây Sơn? Dù còn một hơi thở cũng giữ gìn giang sang đắm dốc, thanh gươm vàng gửi bạn ngọc cứu non sông. Mai sau này mang lại chiến công, tương lai sáng dọc con hầu giáo là Bắc Bình Dương Tây. Phu quân kìa, phu nhân. Phu quân ơi, đất nước đang trong thời nguy biến. Đây là thanh gươm thiếp trao lại cho chàng, như trao cả dân sơn gắm dốc. Phu nhân, phu nhân ơi, người dân Việt quay phục giữ nước đã qua thời tiễn chim đạt mẹ âu cơ, những đứa con còn lại vẫn đợi chờ mong nó ấm thanh bình cho đón xong việc. Không giúp chàng được kề giấy danh niệm quốc tổ, nhưng thiết đã theo cờ như nửa hồn thiếp với non sông. Sẽ theo ai trên đất chiến cận kề, đầy thanh gươm báo giữ non nước đẹp tình và vẹn nghĩa. Phu nhân ta, chàng nhìn kìa, nước Việt ngàn đời vẫn còn hào hùng, trung trung Tây Sơn áo dài, người dân đang phải gian lao mau đào quê xác bên nhau. Khi nước Việt ta sứ hùng hào khí bao la, chung lời quà ca thanh bình ngày mai, ngày vinh hiến bia sứ truyền, cờ đào tung bay mây hồng, lòng không đúng vinh quang đoàn viên thủ tục, trời đông xuân rét nối dài, xuân về đón tương lai. Từ nơi xa xôi dẹp tan binh lửa ngọc hồi, từ thành Thăng Long phất cờ, xuân về ngàn dân ấm no. Đoàn binh hiên ngang ngày sau giang tiếng anh hùng, cờ đào Tây Sơn phô bày hào hùng Thăng Long tiên ca. Ngàn binh sĩ kiên cường lực lượng chống ngoại xâm, gương hào kiệt soi đèn tiết hành. Quân dân trăng sáng chiếu đường dài, nghĩa sĩ bước ra đi là thiên sứ.
thế nào im hơi lặng tiếng. Họ xây dựng quán hòm trên mảnh đất nhà ông. Chàng chưa bao mùi, cha ông đắp xây sang hà, giữ yên nước cha, tạo thanh bình ấm no và ga. Đâu đâu để cho vui phù, ngày từng ngày chiếm thì đành sao. Sẽ không còn xa, chung giai báo an tàn hà. Ngày sau này tái đối trong vòng tay, chỉ mong một ngày tan khói lửa binh đao, cảnh thanh bình xuân về nơi quốc tổ. Nghe quân ra đi không quà gì, đau khổ chung bước bền lòng nuôi chỉ trong ngoài. Long thành ta cùng đồng lòng chung sức giữ an sang hà, còn cho ta rõ tiếng Tây Sơn. Đã bơn núi sông sao này ngày xuân dẹp no lòng vui, con nương giữ tâm trời chờ bao cờ đào. Có né qua ngõ sĩ ba quân. Nghĩa quân đã cùng ta những ngày đường mệt nhọc, không quản gì sương gió lúc trời đông. Từ Tam Điệp tiến đến Thăng Long, mực sương này cờ đào áo dài còn ghi dấu chiến tích anh hùng tranh đấu, giết xâm lăng hào khí chốn Thăng Long. Nghĩa quân! Với anh thì từng cái chuyển động của em anh rất là thích, bởi vì những cái bộ, những cái thế của em đã chuẩn bị cũng như là có một cái sự chăm chút rất là tỉ mỉ. Chú rất khen ngợi con từ tập 1 cho tới bây giờ. Tập này con tỏa sáng nhất và con ca hay nhất. Từ cái nét con diễn, từ cái giọng con ca, từ những điệu bộ của con khi diễn cái vai công chúa Ngọc Hân, cô không thấy con lượng sượng chỗ nào, mà cũng không phải giống như là một cái bài thi nữa, mà giống như là một cái tiết mục mà con đã từng diễn rất là nhiều lần. Thành ra con diễn nhẹ nhàng mà con ca hay lắm. Mười điểm từ nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Mười điểm. Còn bây giờ là thời gian của khán giả tại trường quay bình chọn cho Bảo Ngọc. Chín phẩy sáu điểm, xin được chúc mừng. Hoàng tử đã tình yêu bằng cả trái tim, có cả
tình thơm thương. Ta từng kinh hãi trước những âm mưu thâm độc của bọn gian thần và ca ngợi các bậc trung thần. Sống trọn đời vì non sông, ta đã ở nơi đây sân khấu và cuộc đời. Các bạn của ta sao cứ mãi nhìn lặng im đầy bí hiểm, nhưng không sao ta hiểu. Ta luôn một lần được hóa thân vào những nhân vật đêm đêm trên sân khấu thiên nhiên. Con ta đâu? Con ta đâu? Con! Quân đưa nữ tướng Tây Sơn ra pháp trường cho nó biết đâu là sức mạnh của Tiên Triều. Tham chơi! Trời ơi! Sao các ngươi lại quỳ phục dưới chân ta? Và cả những giọt nước mắt Joy đang khóc cho ai? Ta với các ngươi đã từng chung nhau quanh liệt nơi chiến trường, ngày nắng đêm sương, chịu biết bao khổ ấy. Đời thành bại nào ai biết trước, nhưng ân tình này ta ghi khắc mãi vào tim. Lời thề vì non nước ta hề chi, vì non sông dẫu tha thì ta không mang cháu con vô hồn. Nguyện vì quê hương, về quân cướp rạng ngời anh thương sáng danh trời Nam. Hãy chiến ta đi, chiến ta đi. Hãy chiến ta đi, hỏi kẻ rước chơi về dày mà tổ cho đất phố xuân nhuộm đầy.
giờ đừng vội sáng, hãy chậm lại phút giây thôi. Sân khấu, cuộc đời, hãy cùng ta đối thoại. Thiện, ác, đối đầu, phân định trước bình minh. Một giặc công phù ngông đang xâm lăng vòi bờ, ta đây dẫu vẫn quật hoa cam bề quá mùa, nhưng ngắm non sông căm nổi phức thù, nhìn lê thứ xôi hồn nhuốc nước, nên quyết cài trăm sóc áo đứng lên, thề sống chết cùng vương nhất tất. Tôi Dương Văn Nha xin tế cao phục hoàng thiên hậu thổ, phục anh linh các đấng tiên dương, có phải chăng hồ thiên sông núi đang nguyện khơi trầm hương, tin chứng cho hơi thở của Dương Văn Nha đang hòa cùng hơi thở chung của trăm họ. Đôi tay tôi tha cho triệu cách tay người đã làm nên lịch sử, nâng long bào tiên đế như nâng cách đảng sơn hà. Đây là quyền tử vũ, là niềm khát cao lạc nghiệp âu ca, là nghiệp cảm của tiên dương mà nghìn xưa vừa rửa thẹn, để trời Nam rực rỡ ánh minh châu, để chứng minh hào kiệt giống tiên rồng, đời đời bất khuất. Ngọn lửa thiên truyền mãi sao, theo bước đường của bậc tiền nhân, tầm nhà thờ giờ cùng thương bóng trầm thanh âm thiết tha, đời nghệ sĩ hiến dâng lời ca cho người nụ cười, hòa thân biết bao hiền nhân mà nhung thắm trang hùng anh muôn đời gian nhân. Bừng sáng nồng xin dâng đến người, tình nghệ sĩ nắm tay kề vai chung một đường đời, nguyện đem lửa thiên truyền trao đời sau sáng bao tài danh cho đời thêm xa. Việt Nam ơi, trang vàng ghi sắc hoa dân tộc, cùng anh em khắp năm châu, ngợi ca cái lương bao đời qua. Thắm ánh sáng sân khấu ngàn hoa, hoa chỉ tàn bông sĩ nhân anh tài, trang vàng dân những bông hoa nghệ thuật, dân cho đời vàng tâm chân tình. Xây nên sân khấu hôm nay, truyền trao những tin qua
cho đời sau. Hãy chắp cánh mơ ước chuồng bay, đầy đó hoa hồng sắc hương cho đời. Cùng bên nhau khúc quan ca hoa đàn, chỉ ước bao người tầm mãi ương thơ. Chỉ ước bao người tầm mãi ương thơ. Khi đến tiết mục này thì tôi có thể nói là Sao Nối Ngôi năm nay có một cái mùa bội thu về tình yêu dành cho nghệ thuật, nhất là nghệ thuật hát dân tộc. Trong tiết mục này có một điều, đó là thấm đẫm tình yêu thương. Chất giọng của em nó có thể rất là oai hùng, nhưng mà trong những cái điểm nhấn về cảm xúc đó, nó rất là ngọt, nó đi thẳng vào con tim của người ta. Một mình em quán xuyến hết sân khấu. Và tiếp theo nữa, cái hình tượng mà khi các nghệ sĩ chuyên nghiệp lâu năm trong nghề bước ra hát, và em tự nhiên ngọt ngào trong vòng tay yêu thương. Chúc mừng. Đúng là càng lúc thì tôi càng thấy các bạn càng ngày càng trưởng thành hơn, hát chuẩn hơn, và đã trở thành một cô đào chính. Đây chắc có lẽ là tiết mục đông người nhất ở chương trình Sao Nối Ngôi năm mùa. Và anh cũng cảm ơn cái sự đầu tư trong cái kịch mục này. Bất kỳ một tiết mục nào của em á, là cũng có một sự đầu tư nghiêm túc và em khổ luyện. Đó là một trong những cái tư chất mà cực kỳ cần thiết của một người nghệ sĩ và một ngôi sao. Thì hôm nay á, là giống như mọi người nói, mãn nhãn. Thực sự ngày hôm nay á, là cảm ơn các em rất rất là nhiều. Các em đã thổi một cái nguồn năng lượng, một cái sinh lực với những cái người nghệ sĩ lớn tuổi như chúng tôi. Cô chúc mừng tụi con. Và một lần nữa, chúng ta cùng cảm ơn phần trình diễn dự thi của thí sinh nghệ sĩ Hoài Thanh.